Hello, xin chào các bác nhá. Em đang quay cho các bác một chiếc là gọi là Excalibur 8. Check Excalibur 8. Đây là mẫu Chevo các bác nhá, mẫu Chevo. Mã này là mã Toto. Đấy, quả mã rất là ấy luôn. Mã Chevo. Các bác nhìn cho em hộ em cái cổ bé. Cổ đó là cổ lở đấy các bác này. Đó, các bác nhìn cổ lở chưa? Cổ lở thì đoạn dưới này nó sẽ bè ra và nó ốp khít được khít với cái phuộc này. Thì khi mà một cái khung cổ lở ấy, thường thì là xe đắt tiền thì mới có cổ lở như thế. Và nó phải lắp phuộc cổ lở thì mới cắm vào được, không thì phải có bộ chuyển đổi thì mới lắp được cái phuộc vào cái khung cổ lở này. Cổ lở nó sẽ giúp cho cái xe là chắc chắn. Đấy, nhìn rất là khỏe và vừa vặn. Đấy, rất là đẹp luôn, mẫu rất là đẹp. Thì em đã nói rất nhiều về cấu hình con này rồi. Con này thì cấu hình rất là cao. Phuộc thì phuộc Santur ABS, dầu ABS luôn. Tay phanh thì tay phanh là tay phanh Shimano MT200. Đấy, còn đâu là đùi đĩa, trục rỗng của nó là trục rỗng Blowell KB vặn. Đấy, còn cấu hình của nó thì cấu hình cũng khá là cao. Tay bấm xả thì là Shimano DOG M5001. Gạt đĩa cũng vậy, cũng là M5001. Củ đè sau thì là M4120. Đấy, cấu hình cực cao luôn. Líp thì 13 tầng, à líp 11 tầng này. Đĩa thì 2 tầng là 22 tốc độ. Sườn thì là sườn nhôm 6061, không có mối hàn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Không có mối hàn, phẳng lì luôn. Đấy, khá là ngon. Cực cao luôn. Đấy. À, hắp thì là hắp Lovatec rồi. Đấy. Hắp Lovatec. Giá thành thì rẻ hơn Excalibur 8. Excalibur 8 này giá liêm yết của nó bây giờ là 30.900.000, thì con này phải rẻ hơn được một nửa ra. Thì nói gì nói nhưng mà Excalibur 8 thì cấu hình nó cũng cao hơn con này các bác ạ. Đấy, nó cũng cao nhưng mà ý mà mình đánh giá về cái cấu hình và so với giá thành ấy thì con này ăn đứt những cái còn lại. Đó là thị trường xe đạp khốc liệt đấy các bác, người mua thì ít nhưng mà người bán thì nhiều, mà hãng cũng cập nhật các mẫu liên tục để chạy đua vũ trang. Đấy, rất là đẹp luôn. Trời đang sầm sầm em quay nó cũng hơi khó. Đấy, cái màu rất là ok. Bánh này bánh 29 các bác nhá. Lốp Maxxis này thì bác mua lẻ đã 1.200.000 rồi. Không phải ấy nữa đâu. Không, rất là đắt tiền. Đấy, tem Nhật này, tem xuất Nhật này. Đấy, mã của nó Toto này. Đấy. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ với hẻm Xeobi nhá. Số điện thoại là 070 5678 567.